Đây ông bà cô bác ơi, đây là hậu hậu trường, đây là hậu trường khui quà đây ông bà cô bác ơi, đó đó cứu cứu rồi, hậu trường khui quà té nó nha, coi chừng té xuống lọt xuống dưới đó nha, trời ơi bung bung ra miệng mà kìa, bung ra kìa, đó đây ông bà cô bác, nè mẹ nè ngồi mẹ thấy giỡn giỡn vô bung ra ra niệm luôn rồi kìa nè. Đây mỗi lần mà Khánh với Phong quay hay gì là ở nhà là mở cái kênh của mình coi không bà cô bác ơi, để coi cho khỏi có bản quyền. Trời ơi, nguyên mâm nghệ gì ăn đỏ và ngới luôn kìa, đỏ lực luôn. Thôi con ngâm rồi, cà đó té kìa, cà đó té kìa, cà đó chạy xe té kìa. À, vừa ba lúc này vừa ba đẩy xe về nè. Hả con? Rồi lên đi chuẩn bị nè. Cái thùng quà để đó rồi nhưng mà bây giờ là đợi đủ thành viên không bà cô bác ơi. Ở trong trong thời gian chờ đợi Khánh đi. Nè tí, tí chào bà cô bác nè tí ơi. Nè cà đó. Hai cha con. Hai cha con vợ. Nhỏ nhỏ thôi tí. Nhỏ nhỏ thôi tí. Đây nè ông bà của bác hình tí. Tí chơi thôi đó, đó đó giỡn. Giỡn xong rồi khóc nha. Đó giỡn rồi. Tí giỡn xong rồi khóc nha. Đó. 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 Thôi con. Bụng đầu cho chết đi. Kéo xuống tí, con giỡn xong một chút con khóc nha. Thôi bây giờ trong thời gian chờ đợi đi đi quay vùng gian. Hai đứa nhỏ, hai đứa có quà không em? Kéo xuống con. Mẹ. Mẹ giờ mẹ quay mẹ coi cái video của mình thôi. Thôi đừng có la lớn con. Đừng la lớn. Rồi bây giờ Khánh đi ra ngoài cái ông bà các bác ơi. Giờ đợi Nhật Linh Nhật Nam với chị ba qua mới khui quà. Còn đây là ông nội, ba đang nằm ngoài. Ba đang nằm ngoài, ngoài cũng đang trời mưa không mà cô bác ơi. Này, bên anh chị ba, nãy chị ba và ảnh còn mai đồ của ảnh không mà cô bác, giờ này cũng trễ rồi. Này, cái này thùng. Đây coi thùng cá, đây được con cá chào cứng không mà cô bác nè. Con cá chào cứng không đây. Ở dưới quê ở dưới đây Khánh gọi cá chào cứng là con cá lóc nhỏ mà các bác đó mà các bác thấy trời mưa, đang trời mưa, mưa lâm râm. Bà vô trong nghe ngoài đó lạnh bạn nãy thí điện nói qua mà thì ba giờ còn mai độ quá thôi. Đây giờ tối rồi, giờ là 8 giờ rưỡi nè ông bà cô bác, 8 giờ rưỡi rồi mà ngoài thấy yên tĩnh. Giờ dưới quê ông bà cô bác, dưới quê thường là giờ này là ngủ hết rồi, xung quanh ông bà cô bác thấy hầu như là hàng xóm là ngủ hết rồi. Đây bên nhà chú Bảy bên đây nè, nhà chú Bảy đây cũng ngủ sớm rồi, đó ngủ tới thui rồi. Nên mấy cái lồng này, lồng hổm là nuôi con, nuôi cua nè. Nuôi cua anh ba ảnh làm cho Nhật Nam nuôi cua, bây giờ để đây rồi mấy cho mai là anh ba ảnh cho xuống rồi, xuống đất trồng rồi. Đó, chó sủa mẹ nhà, nhà tối cũng hầu như là ban ngày hoặc tối thì ở nhà là tập trung dưới đằng sau hết không bà các bác ơi. Ở trên đây cũng để nhà rộng rãi vậy chứ để bụi luôn, tại vì ở tập trung dưới đằng sau không à. Đây đây là nghệ, nghệ nè, nghệ này nghệ đỏ nè, nghệ đỏ là mua ở ngoài chợ Gò Đen đó, tại vì ông bà cô bác xuống lúc này xuống thì mua sẵn để ở nhà luôn chứ chạy ra ngoài nữa nó bất tiện ông bà cô bác, tại vì một ngày là có nhiều lúc là có hai ba ông bà cô bác hoặc 4-5 bà cô bác xuống là cứ chạy ra chạy vô thôi mua một lần luôn. Ô chào đó, Nhật nãy đang làm gì bển? Hậu trường, cái này là chú Tư đang quay hậu trường. Vô đi con. Giờ trọng đi chú lấy bánh mì chấm sữa, hồi nãy chú Tư mua tới chục ổ bánh mì ăn hết 5 ổ rồi.
Đây chị ba nè. Dạ, Nhật Linh đâu chị? Nó hôm qua hả? À, dạ, trời ơi Nhật Linh đang chơi game mà nó trời. Đây lúc này chỉ có đợt mà dạ như là nghỉ hè này là mới được chơi không mà cô bác. Đi lúc này chỉ học thêm thôi. Rồi tập trung nè. Trời ơi nãy giờ trên một cái niệm là coi tổng cộng bao nhiêu người, tiếm coi bao nhiêu người. Rồi bà nội là một, tiếp ba con là hai, mẹ và dạ, mẹ con 3, 4, 5, 6, 7 bảy người phải. À, bảy không ta, bảy thành viên. Ôi trời 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 đánh xuống đất. Kìa Nam bánh mì kìa, con qua trong thời gian chờ đợi ăn bánh mì chấm sữa đi. À, ăn cơm rồi hả? Ăn cơm gì? Trời hết solo nữa. Đang chơi game, nó xin chơi game đó. À. Còn tí chuột bây giờ chơi game với bác Tư nha. Ha. À. Rồi chơi game bác Tư lên cho anh lấy cây cho bác Tư nữa. Tí. Lấy tay cây cho ba để ba solo một tí. Ai chơi game ai thua bị đánh. Là đánh đòn luôn chứ chơi game gì. Ba ba đi chơi kìa. Lên cảnh đẹp quá. À. Lên cảnh đẹp mà. Thôi bây giờ hay bây giờ mình khui từ từ cho hay không? Hả? Mẹ dao nè, dao mẹ. Hả? Khui từ từ luôn chứ đợi xong rồi giờ qua khui hay là đợi Nhật Linh qua luôn chị nha. Khui đi, đợi nó gì, nó mấy phút nữa nó mới ra là nãy mấy phút nó mới xong trận. Mấy phút nữa hả con? 10 phút nữa hả? Trời nãy giờ chú Tư. Nãy giờ chú Tư đi quay mới được 7 phút mà, ráng 1 phút nữa mới được đầy clip. Phong nó cười rồi. Hôm nay thấy hôm nay lâu quá phát biểu ý kiến nè, hôm nay Phong nó cũng không có chia sẻ nhà thường không bà cô bác. À, không biết là tự nhiên này hậu trường trước đi chú. Thấy cái thùng quà ở đâu bự quá. Thùng quà ở đâu bác? À, thùng quà của cô chú ở nước ngoài. Nước ngoài thôi chứ nước ngoài giấu tên. À, Phong với gia đình này cũng cảm ơn cô với chú. À, thường gửi quà mặc dù chưa biết cái món quà gì trong đây mà nó thấy nó nặng quá. Thấy nặng quá nãy giờ quá. Mấy đứa mà đẩy. Ôi, mà tốt, không tốt không nhúc luôn. Ở đây tới 16 ký 2 được nè. 16 ký 2 được hả? 16 ký 2. Rồi. Cái này là Khánh hé hé là ông bà cô bác. Hé hé cái hậu trường thôi, bây giờ là chuẩn bị khui quà thì cái video tiếp theo thì Khánh sẽ ghi hình tiếp nha. giờ chia ra hậu trường đi phần mà chính thức nữa. Rồi thôi bây giờ Khánh khép video đây để ngồi nói chuyện. Rồi lọt luôn rồi. Lọt luôn rồi kìa, hai cha con lăn xuống dưới luôn. Thôi bây giờ Khánh khép cái phần video tại đây luôn nha bà cô bác, để ngồi phải đợi lâu chút xíu cho hồi hộp và khui quà mới vui hả mẹ. Ngồi đợi chút xíu nữa hả? Rồi thôi giờ Khánh xin phép là khép cái đoạn video tại đây luôn nha bà cô bác. Rồi cả nhà chào nè, cả nhà chào luôn. Chào luôn, giờ ngồi đợi bà nội buồn ngủ. Đâu ngủ rồi. Vậy. Mày qua đây ngồi đi luôn. Rồi chào luôn. Nè, Cherry ơi, chào bà cô bác nè con. Cherry. Chào bà cô bác thì ba đóng khép video nè. Bye bye, bye bye.